Sáng nay, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng và Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công công trình cải tạo nâng cấp chợ hàng. Công trình cải tạo nâng cấp chợ hàng có tổng kinh phí hơn 8,1 tỷ đồng, được đầu tư từ nguồn ngân sách thành phố. Theo đó, chợ sẽ đầu tư các hạng mục bao gồm cải tạo nhà lồng chính, xây mới nhà lồng phụ, nhà hàng cá, xây mới nhà ban quản lý chợ, cải tạo hệ thống điện và cấp thoát nước, xây dựng cổng chào. Để hạn chế ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tiểu thương nên nhà thầu ấn định thời gian thi công chỉ trong vòng 100 ngày. Chợ hàng là một trong những chợ loại 1 nằm trên địa bàn trung tâm Đà Nẵng, từ lâu đã trở thành điểm đến mua sắm lý tưởng của đông đảo người dân thành phố và khách du lịch. Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động, nhiều hạng mục chợ hàng đã xuống cấp. Do vậy, việc đầu tư nâng cấp chợ đảm bảo công năng và theo hướng hiện đại là rất cần thiết.